Mới về Việt Nam mấy hôm, Nhất Dương đã khiến em trai Hằng Du Mục tuyên bố cạch mặt. Nhất Dương cùng em trai Dịch Dương hiện đang có mặt ở Việt Nam cùng Hằng Du Mục. Mới đây, dân mạng phát hiện ra em trai Hằng Du Mục chia sẻ khoảnh khắc cự cãi của mình và ông cháu Nhất Dương và đòi từ mặt. Vậy thực hư chuyện này là sao? Chúng ta hãy theo dõi video để biết nhé. Thời gian vừa qua, ồn ào ly hôn của Hằng Du Mục và chồng ngoại quốc khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Hằng Du Mục hiện tại được quyền nuôi hai con trai nhỏ. Bên cạnh đó, Nhất Dương, sinh năm 2000 và Dịch Dương, sinh năm 2007, hai con trai riêng của Tôn Bằng cũng lựa chọn theo Hằng Du Mục. Được biết hiện tại, cả ba đều đang có mặt ở Việt Nam. Cũng sau sự việc lùm xùm này mà Nhất Dương hiện tại cũng đã có tài khoản riêng trên TikTok. Về phía gia đình Hằng Du Mục, em trai ruột kín tiếng của cô bao lâu nay Nguyễn Minh Hiển cũng dần phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Mới đây Nhất Hai cậu cháu là Minh Hiển và Nhất Dương cũng cùng nhau diễn cậu tiểu phẩm trên TikTok. Theo đó, cháu, em, em trai đây? hàng du mục chia sẻ khoảnh khắc cự cãi của mình và ông cháu Nhất Dương, cậu sẽ không nói gì nữa. Từ nay khỏi cậu cháu, anh em gì hết. Không những vậy, Minh Hiển còn đang trạng thái đính kèm, từ nay cạch mặt. Tuy nhiên, cú twist giữa lúc tình hình đang căng thẳng lại chính là đôi dép của Minh Hiển phát ra tiếng động rất lớn khiến ai cũng bật cười. Thậm chí đến cả Nhất Dương cũng tỏ ra sợ hãi và bày tỏ bằng tiếng Việt, cái gì vậy trời không ít người cho rằng hai cậu cháu này rất hợp nhau trong khoản quay clip hài hước, vui vẻ. Nhiều người cũng cho rằng từ trước đến nay cứ nghĩ em trai Hằng Du Mục là người ít nói, điềm đạm xong thực tế anh chàng lại cũng rất chịu khó quang miếng. Bên cạnh đó, Nhất Dương cũng nhận nhiều lời khen vì có màn tung hứng nhịp nhàng. Ngoài ra, vi của Nhất Dương cũng đủ khiến dân tình dần dần thả tim bởi chỉ cần đứng yên thôi cũng có nét rất cuốn hút, khó rời mắt. Hiện tại, đoạn clip của hai cậu cháu đã đạt tới 2,7 triệu lượt xem. Netizen đều thể hiện sự thích thú vì vẻ đáng yêu, dễ thương của Minh Hiển và Nhất Dương. Cộng đồng mạng còn ủng hộ cả hai nên trở thành nhà sáng tạo nội dung, chăm chỉ ra thêm nhiều clip để phục vụ người hâm mộ. Bởi nhiều người nhận ra, Nhất Dương luôn rất vui vẻ, hào hứng khi được ở Việt Nam cũng như đi chơi thân thiết cùng gia đình Hằng Du Mục. Nhất Dương là con riêng đầu tiên của ông xã Hằng Du Mục. Tuy nhiên, cậu bé lại rất thân thiết với dì Hằng, yêu thương và trân quý như người thân trong gia đình. Do đó trong một bài đăng gần đây về chuyện hôn nhân của mình, nữ tiktoker cũng tiết lộ lời nói gây đau lòng của Nhất Dương. Thấy gì dọn đồ ra khỏi nhà, Nhất Dương không khỏi lo lắng nhưng biết mình sẽ được theo, cậu bạn chuyển từ trạng thái khép nép sang hớn hở, con cũng được đi à. Con có phòng không ạ? À? Để con mua cái máy tính để bàn con tập edit video. Ngoài tình yêu từ phía hàng du mục, Nhất Dương khi ở cùng dì còn có sự chăm sóc của ông ngoại, bố ruột hàng du mục, cậu hiển và nhiều người thân trong tim. Điều này khiến cậu bé phấn chấn, tự tin bộc lộ cảm xúc hơn. Còn với em trai Hằng Du Mục, được biết, Minh Hiển từng học tại Đại học Công nghệ thành phố. Hồ Chí Minh và hiện đang sinh sống ở thành phố. Hồ Chí Minh, Minh Hiển sở hữu ngoại hình ưa nhìn và dáng người cao giống Hằng. Anh chàng từng xuất hiện trên một vài phiên livestream và các clip của chị, nhưng không quá nổi bật. Anh còn thú nhận bản thân là em trai bị bỏ rơi của Hằng Du Mục. Xong. Minh Hiển luôn là người đảm nhận những miếng hài trên livestream của chị gái, thân thiết với nhất Dương Dịch Dương và cả team Quang Linh Vlogs. Với sự duyên dáng, hoạt ngôn của mình, kênh TikTok của Hiển hiện đã được gần 50k like. Nhiều người kỳ vọng anh chàng cũng sẽ trở thành idol top top giống hàng du mục trong tương lai. Mọi người thấy sao về mấy cậu cháu nhà hàng du mục, hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên like và sub kênh để không bỏ lỡ video mới nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.